Đối với những hội viên, cái thách thức lớn nhất đối với họ đó là sắp xếp thời gian để tập luyện và cũng như là một chế độ dinh dưỡng, đôi lúc nó thật cực kỳ là khó khăn. Tại vì tôi là người ăn chay trường nên là nó không hỗ trợ nhiều cho việc tập luyện. Vấn đề dinh dưỡng nó quyết định đến cái việc mà tập luyện của mình. Thì bạn tư vấn cho tôi những cái loại rau củ, các loại ngũ cốc, các loại hạt mà người ăn chay trường như tôi có thể áp dụng. Cái điều mà tôi hài lòng nhất là bạn PT là chỉnh sửa từng động tác kỹ thuật cho tôi lúc là luyện tập, hạn chế tối đa cái sự chấn thương trong luyện tập. Là lúc đầu thì tôi tự tập một mình, nhưng mà cái kết quả nó rất là chậm. Tôi cảm thấy nó hơi nản và không có động lực tập tiếp. Mình đã dùng những cái phương pháp đó là động viên họ. Những cái lúc họ tập luyện, cơ thể của họ rơi vào tình trạng gọi là mệt mỏi, ăn uống đúng theo chế độ dinh dưỡng mình yêu cầu và tập luyện với cường độ cao. Ngoài cái việc mà cảm thấy khỏe hơn sau mỗi buổi tập luyện với bạn Kim, kết quả nó thay đổi thực sự rõ rệt, nên là cảm xúc của mình nó tích cực hơn, công việc của tôi suy nghĩ nhanh hơn một chút. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng khi mà chọn PT là người đồng hành trong cái công cuộc thay đổi hình thể cũng như là tăng sức khỏe cho mình.